Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh chuối nha. Nhưng một món bánh chuối mới lạ nè. Vừa hấp vừa nướng luôn cho ra một món bánh chuối. Nó có cái độ mềm dẻo và xốp xốp nè. Đặc biệt rất là béo nước cốt dừa. Chuối thì nó có cái độ ngọt thanh tự nhiên. Thì mời các bạn cùng vào bếp để cùng thực hiện món bánh chuối để thưởng thức nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị chuối. Chuối thì các bạn chọn cái chuối chín càng mùi nó càng ngon. Lột vỏ xong rồi các bạn sẽ cắt lát mỏng mỏng ra. Thì này là chuối xếp đen á. Chuối này là chuối chín cây các bạn, nên nó chín mềm và nó ngọt lắm. Xong rồi mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh đường để ướp chuối. Tí xíu muối ha. Và 2 muỗng canh rượu trắng. Rượu trắng sẽ giúp cho chuối của mình. Rượu trắng sẽ giúp cho chuối của mình nó có được cái màu đẹp nè. Và khi mình ướp vô trong chuối với đường nó ngấm ngon nữa. Thì chuối này mình dùng nửa nải á, trái hơi lớn ha. Các bạn có thể dùng 8 đến 10 trái chuối. Xong rồi mình sẽ đậy kín, cho vào tủ mát, ướp qua một đêm nha. Tiếp theo mình chuẩn bị bột. Mình dùng đây là 150g bột mì đa dụng, 50g bột gạo lọc hay là bột gạo tẻ, 50g bột chiên xù. Thì bột chiên xù này các bạn mua trong chợ, những chỗ bán bột đều có nha. 100g đường thì mình dùng cái loại đường mía cho nó có màu vàng đẹp. Tí xíu muối và ống vani cho thơm bánh. Một cái trứng gà. 250ml nước cốt dừa nha. Và sữa đặc thì chút nữa mình sẽ dùng khoảng 50g. Đây, mình dùng tất cả các loại bột này nè. Các bạn dùng hiệu nào cũng được nha. Bây giờ mình sẽ đập cái trứng gà cho vô trong cái thau. Mình sẽ khuấy tan cái trứng gà trước ha. Khi mà trứng gà nó tan rồi, các bạn sẽ cho hết phần nước cốt dừa vô. Nước cốt dừa này mình dùng cái loại nước cốt ép á. Nó sẽ có cái độ béo đậm đà. Cho muối vô luôn. Rồi tiếp theo mình sẽ cho vào đây 50g sữa đặc. Thì khoảng chừng 3 muỗng canh dung á. Khuấy cho nó tan trong nước cốt dừa luôn. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho phần bột gạo vô trước. Tại vì bột gạo nó hơi to đó, nên mình cho vô mình khuấy trước. Rồi cho hết đường vô. Thì các bạn cũng có thể dùng đường thốt nốt nữa, để cho nó có cái màu đẹp cho bánh. Bột chiên xù này thì mình sẽ lường mỗi một muỗng canh dung vậy là 10g nè. Tại vì cái bột này nó nhẹ lắm. Mình sẽ dùng ở đây là 5 muỗng canh dung luôn, là 50g bột. Bột mì đa dụng, mỗi một muỗng lưng lưng vậy là 10g. Thì các bạn có thể cân, nếu như mà không có cái cân thì lường bằng muỗng. Vani, có thể dùng vani dạng nước. Rồi sẽ khuấy đều lên. Trong các video mình chia sẻ thì mình làm rất là chi tiết luôn, để cho các bạn thành công ngay lần đầu để có thưởng thức. Chứ làm mà không thành công á thì cũng uổng và cũng hơi tiếc nữa. Mình phấy bột cho nó tan xong rồi thì bột của mình nó sẽ có cái dạng hơi sệt ha. Và phần chuối mình đã để trong tủ lạnh qua một đêm. Bây giờ các bạn sẽ lấy chuối ra, khuấy đều nó lên thì các bạn ướp á, cái nó ra cái chất đường nó ngọt á, nó ra nước vậy nè. Cho chuối vô trong cái chảo thì chờ bột cho nó nở. Thì bây giờ mình đi làm chuối rồi mình cho vô bột. Các bạn sẽ khuấy ở trên bếp. Mình làm vậy thì chuối của mình á, nó có cái nhựa và nó kẹo lại á. Cho vào đây một muỗng canh bơ. Bơ sẽ giúp cho chuối nó thơm hơn, hoặc là các bạn có thể dùng dầu ăn cũng được nha. Muỗng canh, để chút nữa mình cho vô bánh á, cái bánh của mình nó có cái độ bóng mướt ngon hơn. Và các bạn cũng đảo trên chảo cho nó khô lại. Bây giờ phần bơ nó tan hết rồi, chuối nó cũng khô hơi sệt sệt thì mình tắt bếp luôn. Mình thoa bơ vào trong cái khuôn để cho nó thơm á, chút nữa mình hấp lên hoặc là mình nướng lên nó cũng ngon nữa. Lót ở dưới miếng giấy nến để chống dính cho bánh. Quay trở lại thao bột thì mình để được 15 phút. Bây giờ các bạn sẽ cho hết phần chuối vô.
Chuối thì mình để cho nó hơi bay hơi bớt á, rồi cho vô. Thì mình dùng tỷ lệ là một bột một nước cốt dừa và khoảng 8 đến 10 trái chuối. Thì mình thấy công thức này là vừa ngon. Bột nó sẽ có dạng hơi sệt sệt vậy nè. Cho ra thì các bạn khuấy sơ để cho chuối nó lên trên mặt á. Rồi mình sẽ cho vô nồi để hấp. Hấp trước ha, rồi chút nữa hả nướng sau. Các bạn sẽ đậy nắp lại, tính từ lúc nước sôi. Thì mình cho bánh vô mình hấp trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Sau nửa tiếng là 30 phút. Rồi bây giờ mình sẽ lấy bánh ra nha. Và trong lúc bánh còn nóng, các bạn cho vô trong cái nồi. Mình nướng bằng cái nồi chiên ha. Cho vô trong nồi chiên để mình nướng luôn. Mình sẽ quét lên đây một lớp mật ong, hoặc là các bạn có thể dùng sữa tươi. Mật ong thì nó ngon hơn. Quét đều, phủ đều lên trên mặt. Quét một lớp mỏng xong rồi mình đi nướng. Và bánh đã chín sẵn rồi, mình chỉ cần nướng cho bánh vàng thơm thôi, nên mình nướng 10 phút. Nhiệt là 180 độ nha. Sau 10 phút mình nướng thì bây giờ mình lấy bánh ra. Qua cái lớp mặt nó vàng ươm bóng lưỡng luôn nè. Rồi bây giờ mình sẽ lấy bánh ra nha. Bánh vậy là ngon rồi nè. Nó không có bị dính đó các bạn. Hồi nãy có thoa bơ á, nên xung quanh nó chốc lóc à. Nó cũng còn hơi nóng nóng á. Mình sẽ lấy ra ngoài cái khuôn nha, cho nó qua dĩa. Đây, cái món bánh chuối nướng của mình ngon quá nè. Xung quanh bánh mềm, không có bị khô, không bị cứng nha. Bây giờ thì sẽ cắt bánh ra. Các bạn làm bánh chuối theo kiểu này á, ăn nó sẽ ngon và lạ hơn bánh chuối kiểu truyền thống. Không cần bánh mì, mình sẽ cho vô đây là bột chiên xù. Rồi, bánh đã sẵn sàng. Ngon quá nè. Thoa thêm cái lớp mật ong ở trên á, nên nhìn thấy cái bánh nó vàng và nó bóng, nhìn hấp dẫn hơn. Rồi bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức. Bánh ngon lắm luôn nè, có cái độ béo, ngọt và thơm nữa. Chuối thì nó ngọt và bột thì nó mềm mềm dẻo dẻo. Các bạn thấy nhìn phần bột nè, nó xốp xốp ngon lắm nè. Bánh này thì các bạn ăn qua ngày hôm sau luôn, vẫn ngon, vẫn mềm, không hề bị cứng nè. Và nếu như các bạn không hấp á, mà nướng trực tiếp trong lò nướng thì có thể nướng trong vòng 45 phút nha, với nhiệt là 180 độ. Và đến đây thì mình xin kết thúc video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, ủng hộ kênh của mình. Vui lòng đăng ký kênh, chia sẻ các video ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.